Cô làm cái gì cho bố cô thì cô làm, còn tiền của nhà này đừng bao giờ mang về nhà cô. Anh nói gì cơ? Chồng em ngoại tình ấy ạ? Cái tiền đâu? À quên, cái vé số đâu? Đưa đây anh cầm cho. Tiền ơi, mày làm gì đấy hả? Anh Trần có làm gì anh này? Chàng ký vào đây cho anh nhé. Em ơi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhá. Em chuẩn bị xong hết rồi, anh ngồi xuống ăn đi. Ừ. Mà anh này, anh nhìn cái áo em mới mua thế nào? Áo mà chả sống. Thì cũng lâu rồi, em mới đi mua đồ mà. Mà nó đã rách đầu mà cứ đi mua phung phí đây. Anh cứ nói thế, lâu lâu em mới mua một bộ, chứ không phải hôm nào cũng mua đâu. Yêu pha nó vừa phải thôi, tiền còn phải để lo nhiều thứ nữa đấy. Ừ, em biết rồi. Mà này, hôm nay là ngày em lĩnh lương đúng không? Ừ. Đưa đây anh cầm cho, chứ không có em lại lòng tông linh tinh ở đấy, rơi mất đấy. Thì lương tháng nào em trả đưa cho anh, em có cầm được đồng nào đâu. Thế là anh cứ nói thế. Alo mẹ à, con đây. Mẹ nói gì cơ ạ? Bố bị ốm á. Thế bố ốm như thế nào mẹ? Có nặng lắm không ạ? Vâng, con biết rồi. Thôi mẹ cố gắng chăm sóc bố nhá. Nếu mà có vấn đề gì ấy thì mẹ gọi điện ngay cho con ạ. Vâng, con biết rồi. Anh này. Ừ. Bố bị ốm rồi. Thì già thì yếu cả rồi, ai mà chả ốm. Nhưng mà bố bị bệnh tim, lại còn cao huyết áp nữa. Hay là anh xem thế nào, thu xếp em với anh về quê nhá. Thôi, rồng rắn lên mây về đấy lại mất mấy ngày ở đấy. Nghỉ á, chứ hết tiền lương. Nếu mà anh không về ấy, thì để em về một mình. Anh đưa cho em chút tiền đi. Em định biếu bố mẹ với cả mua cho bố hộp sữa nữa. Tiền đâu ra mà biếu xét. Lương tháng nào em trả đưa cho anh, bây giờ làm gì còn đồng nào nữa. Tiền đấy không phải để lo nhiều việc. Mà anh có đang sợ không đủ cái này. Mà thôi anh không ăn nữa đâu, anh đi làm đây. Con nghe đây mẹ. Vâng, con đang định chiều nay về quê đấy ạ. Mẹ nói gì cơ? Bố phải nhập viện đấy ạ? Thế mẹ đưa bố vào viện giúp con nhá. Còn tiền nong, mẹ không phải lo lắng gì đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Trang, em đi đâu thế này? Em về quê ạ.
Mà tay cầm cái gì đấy? Không, không có gì đâu anh ạ. À, định ăn cắp tiền của nhà này mang đi đâu? Anh không thể nói như thế được. Đây cũng là tiền em làm ra mà. Tôi không cần biết. Tiền này là tiền của tôi. Anh à, em biết là tiền quý thật, nhưng mà có những thứ còn quý hơn cả tiền nữa. Bố em bây giờ thì đang nằm viện, bệnh của bố nặng lắm. Nếu như mà không có tiền, bố em sẽ không qua khỏi được đâu. Tôi không cần biết. Bố em thì cũng là bố của anh mà. Sao anh có thể nói như vậy được hả? Tôi không quan tâm cái chuyện đấy. Tiền này cũng là tiền em làm ra mà. Em cần tiền để chữa bệnh cho bố. Anh đưa đây. Tôi nói cho cô biết nhá, tôi không cần biết. Cô làm cái gì cho bố cô thì cô làm. Còn tiền của nhà này đừng bao giờ mang về nhà cô, biết chưa? Anh! Trang, là em đúng không? Đúng em mà. Anh Phương à, mấy năm rồi không gặp anh. Tại sao lại như này? Anh ta là chồng em sao? Không có chuyện gì đâu anh ạ. Mà anh dạo này như thế nào rồi? Anh vẫn sống tốt chứ ạ? Anh hỏi em, anh ta là chồng em sao? Vâng ạ. Tại sao lại đối xử với em như vậy? 3 năm trước, em từ chối tình cảm của anh để lấy một người như vậy. Có xứng không? Em... mà em đang cần tiền phải không? Anh Phương, anh có thể cho em vay tiền không ạ? Bố em bây giờ đang bị bệnh nặng nằm ở bệnh viện. Em cần một khoản tiền để chữa bệnh cho bố. Sau khi em có tiền, nhất định em sẽ trả cho anh. Được chứ? Đây, em cầm lấy. Lo cho bác. Bao giờ có tiền, đưa anh sau cũng được. Em cảm ơn anh nhá. Mà bố em làm viện nào, anh đưa em đi. Dạ thôi không cần đâu ạ, em tự đi được. Mà anh cho em xin số điện thoại với. Khi nào có tiền em sẽ liên lạc với anh ạ. Anh sẽ gọi cho em sau. Anh vẫn luôn lưu số em mà. Em cảm ơn anh nhá. Vậy em đi trước ạ. Trang. Phương. Em ngồi đi. Anh vừa vào thăm bác, nhưng mà hết giờ thăm nom mất rồi. Anh lại gọi em ra đây. Đúng rồi, bố em vừa mới chuyển từ viện dưới lên. Mà thấy bảo hôm nay bố em cũng đỡ nhiều rồi. Em cảm ơn anh đã quan tâm nhé. Có gì đâu. À, anh có một cân hoa quả, em mang vào biếu bác của anh nhé. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Hôm trước anh gặp em, anh thấy em khác quá. Anh thấy em già hơn đúng không? Từ em cũng nhận thấy điều đấy mà. Da rẻ em bây giờ thì xấu xí, lại còn có tàn nhang nữa. Thậm chí bây giờ so với những người cùng trang lứa, em còn già hơn cả họ. Chắc có lẽ vì thế nên cuộc sống của em mới khó khăn như vậy. Em đừng lo lắng nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. À, anh có mua tặng em cái này đấy. Sâm tớ nữa Kohino à? Ờ đúng rồi đấy. Cái này anh nghe mọi người nói rất là tốt cho sắc đẹp, đặc biệt là làn da của em đấy. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Anh vẫn chu đáo và quan tâm em như thế. Nhưng mà anh này, anh đừng làm như vậy nữa, em áy náy lắm. Em thì đã có chồng rồi, còn anh thì... Anh thì vẫn chưa có ai. 3 năm qua, anh vẫn chưa thể nào mà quên được hình bóng cô sinh viên cùng lớp nữa. À, ban nãy đợi em ấy,
anh có mua vé số anh giữ lại một vé cho em đấy. Biết đâu sẽ có may mắn. Em cảm ơn anh nhé. À, mà bây giờ em có việc phải đi rồi. Hôm khác mình gặp nhau sau nhé. Ừ, vậy em về đi. Đây có việc gì vậy ạ? Trang, vé số hôm trước anh đưa em đâu rồi? Anh đợi một lát để em tìm. Đây anh ạ. Cho anh mượn một chút. Vé số này là vé số độc đắc, trúng 4 tỷ đấy, em có biết không? Vé số này là vé số độc đắc ấy ạ? Em cảm ơn anh nhiều nhé. Anh lúc nào cũng mang đến may mắn cho em cả. Vậy số tiền này em tính như thế nào? Chồng em mà biết việc này, kiểu gì anh ấy cũng đòi giữ anh ạ. Em đừng... Em biết mình phải làm gì mà. Anh có chuyện này muốn nói với em. Có chuyện gì vậy ạ? Chồng em, anh ta ngoại tình. Anh nói gì cơ? Chồng em ngoại tình ấy ạ? Chính mắt anh nhìn thấy. Không, không thể nào có chuyện như vậy được. Em không tin đâu. Anh không muốn nói xấu anh ta. Nếu em muốn biết, em hãy tự tìm hiểu. Tiền đâu? À quên, cái vé số đâu? Đưa đây anh cầm cho. Ờ, cái đấy... Đưa đây anh cầm, anh giữ cho. Số tiền thưởng đấy em cho hết vào tài khoản ngân hàng rồi. Ừ, thì em đi rút về đi, xong rồi đưa đây anh cầm cho. Mọi khi em vẫn đưa anh cầm mà. Nhớ. Để từ từ rồi em rút.
Xinh, Trang xinh rồi. Yeah, chinh 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 chinh. Anh. À, người cháu, cháu, anh đi mặt cháu ấy. Anh ấy, cháu, cháu, chả chinh gì. Ừ, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Cháu, không xinh bằng Trang, Trang xinh nhất. Thôi, Trang đi vào lấy búp bê ra đây chơi, nhá. Lấy búp bê ra chơi á. Ừ. Thế rồi, nhảy búp bê để ra chơi nhá. Anh, cô ta bị điên à? Ừ, điên thật mà. Thế anh đuổi cô ta ra khỏi nhà đi. Mà anh tính để em làm người tình của anh đến bao lâu? Đây không phải thời gian thích hợp hay sao? Nhưng mà em quên rồi, cô ta còn trong tay 4 tỷ. Bây giờ anh phải tìm cách lấy hết được số tiền đi đã. Thì mới đuổi cổ cô ta được. Nhưng làm sao mà để lấy được? Thì anh có cách của anh. Anh nhớ đấy, em không đợi được đâu. Rồi, anh hứa, sau lần này anh sẽ đưa anh về. Nhá. Anh xem nó làm gì em đây này. Ôi chị là chị. Được rồi. Trang không may mà nhỉ. Nhờ Trang ngoan nhá. Mà anh bảo này, anh có cái này hay lắm. Trang ký vào đây cho nhá. Cái này là cái gì ấy? Ừ thì cứ ký vào đây đi. Xong rồi tiền đưa đi mua búp bê. Nhá. Mua búp bê nữa. Ừ. Nhà mua búp bê ạ. Yeah. Nhờ, ký cho anh cái nào. Đi đi mua búp bê. Yeah. À, nó ký rồi à? Đúng rồi đấy, nó vừa ký chuyển giao hết tài sản cho anh rồi đấy. Thế thì tốt rồi. Con điên này mày vừa làm gì nữa? Hả? Đánh ra, đánh ra. Con điên này, mày lui ra. Anh dừng nó làm gì em đi này. Thôi được rồi, anh xin. Con này, bây giờ mày hết giá trị lợi dụng rồi. Nó không có cửa ở đây nữa đâu, nhá. Đi ra ngoài ra. Biến đi. Thôi, thôi anh xin. Ôi, anh xin. Đâu có đau không? Anh ơi, em lo quá. Bọn chủ nợ cứ gọi cho em suốt thôi. Anh cũng không biết nữa. Mà sao 4 tỷ của cô ta chuyển nhượng bây giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Lạ cái là anh kiểm tra tài khoản của cô ta không có một đồng nào. Cái tạm làm cái gì vậy? Alo ạ. À, bên nghe là đứa mẹ ở đây hả? Anh ơi, anh thư cho em một thời gian nữa. Hiện tại thì em vẫn chưa có ạ. Ta rất chán hiểu thư thương của mày rồi. Bây giờ rồi phải trả. Thì anh chơi hết rồi thì bây giờ phải trả cho tao chứ. Anh ơi, em hứa là bao giờ em có thì em sẽ trả đầy đủ ạ. Em hứa mà. Không thưa nữa, hôm nay không có tiền, ta sẽ lấy nhà. Nhưng mà nhà này là của bọn em mà. Chúng mày đào tao ở cái nhà này, bây giờ không có tiền, tao lấy nhà, sai. Anh ơi, anh. Im, hôm nay phải dọn khỏi đây, hôm nay chị mới sẽ tới. Anh ơi, em xin anh đấy. Anh ơi, anh. Làm sao bây giờ anh? Anh không biết nữa. Cô không bị điên à? Chắc là tôi làm anh thất vọng lắm không? Tôi không bị điên, tôi chỉ giả vờ điên để xem anh đối xử với tôi như thế nào thôi. Cô, chuyện đã đến nước này ấy, tôi cũng cạn tình cạn nghĩa với anh rồi. Mời anh và cô ta lập tức đi ra khỏi nhà tôi. Đây là nhà
làm của bọn tôi cũng không có quyền gì cả. Cô ấy đã mua lại nhà, Trang bây giờ phải làm chủ nhân ngôi nhà này. Không thể nào. Cô, thế còn 4 tỷ trong ngân hàng? Tất nhiên là nó vẫn ở trong ngân hàng rồi. Chỉ có điều đấy là tài khoản của bố mẹ tôi, chứ không phải là của tôi thôi. Tôi chỉ tiếc quãng thời gian ấy, mà tôi sống cùng với anh, tôi hy sinh cho anh quá là nhiều. Mà kể ra thế cũng tốt, nhờ có như vậy tôi mới biết được con người thật của anh như thế nào. Mời anh lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Anh xin lỗi, em đã nghỉ đi. Tôi xin cô mà, cô tha lỗi cho bọn tôi. Hai người còn có tư cách để mà cầu xin tôi à? Thời gian qua ấy, nhờ có hai người mà tôi mới biết được ai thực sự tốt với tôi, thật lòng hy sinh cho tôi và gia đình của tôi đấy. Và chỉ có anh ấy mới là người xứng đáng để tôi yêu thương và trân trọng của tôi. Mời anh và cô ta đi cho. Nhanh! Đi!